nghi thức hàng ngày. Còn chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư tục hạ tán kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ, an nhật đế luật ni tá ha, an nhật đế luật ni tá ha, an nhật đế luật ni tá ha. Chú tịnh pháp giới án lam xoa, an lam xoa, an lam xoa, an lam xoa. Chú tịnh tam nghiệp án ta phạ, bà phạ trượt đà ta phạ đạt ma ta phạ, bà phạ trượt độ ham, an ta phạ bà phạ trượt đà ta phạ đạt ma ta phạ, bà phạ trượt độ ham, an ta phạ bà phạ trượt đà ta phạ đạt ma ta phạ, bà phạ trượt độ ham. Cùng hương nguyện dân hương màu này, cùng dường được ngọc hoàng thượng đệ trì tôn, được đại thanh mậu từ tôn, thập phương chư Phật tôn pháp, chư Bồ Tát thánh nhân duyên giác, cùng các bậc thành chư thành đại thần, chư thần nguyên khởi đại sang chói khắp sông mười phương cội, tọa ngạc các chúng sanh đều phát tâm bồ đề, xá lìa các vọng nghiệp, trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đệ Chừng Minh. Nam mô Đại Thanh Mậu Chừng Minh. Cầu nguyện Nam mô Di Lạc Vương Phù Quy Phật. Nam mô Di Lạc Vương Phù Quy Phật. Đệ tử chúng có nguyện, nhất nguyện cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Dương phù hộ phụ độ chúng sanh, nhị nguyện cầu cụ quyền thất tổ được tịnh độ siêu thăng, tam nguyện cầu phụ mầu tại đường răng long phược thọ, tư nguyện cầu dạng dân bà tành án cứ lạc nghiệp thời về hoặc thầy dân an, ngụ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy năm mẹ ngụ hành chứ gì đại thanh chư thanh đại thần chư thần Việt Nam mỹ quật sơn thần thổ địa năm non bảy nôi mười hai phương cảm ơn chừng minh. Đệ tử chúng con nguyện thập phương thường trụ tam bảo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, bi gia hộ giác tự giác giác tha giác hạnh duyên mạng, cùng pháp về chùm sanh một đồng chừng minh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khen ngợi đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và đức Đại Thanh Mậu đần tiễn liên vô thượng, cha mẹ của trời người khổng gian cùng thị thụ, cai quản mọi muôn loài, giọt nước trong con uống là giọt lệ mẹ ban, không khặc nghi ngưng nghị để con được bình an. Quan tượng Phật, Phật chúng sanh tịnh thường rộng lặng, đạo cảm thống không thể nghị bàn, lười đề châu di đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời, trước bào tọa thân con hạnh hiện, cúi đầu xin nguyện thệ quy y. Nam mô sao chữ Di Đà, tấm con phạt nguyện vạn tâm về thiên đình, đảnh lệ trì tâm đảnh lệ. Nam mô Hoàng Thượng Đệ Trì Tôn. Nam mô Vô Thượng Hư Không Đại Thanh Mậu Từ Tôn. Nam mô Tận Hư Không Biện Pháp Về Hòa Hiện Tại Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Chư Bồ Tát Thường Trụ. Trì tâm đảnh lệ. Nam mô Ta Bà Giao Trụ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật, Đại Trì Văn Thù Sứ Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Trì tâm đảnh lệ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Kinh Sàm Địa Mậu Phụ Hương Chúng Nơi Nguyện Thành Cô Tịnh Thiệm Tây Miêu Cổ Ơn Linh Thượng Tần Tòa Anh Quang Minh Chim Loan Mậu Ngự Truyền Kinh Răng Đời Kim Ngôn Mẹ Đế Lời Mạch Quyệt Đức Từ Tôn Tha Thiệt Khuyên Con Hiệu Trung Dự Dạng Cho Tròn Mẹ Hiền Bồ Điện Bảo Toàn Chung Sanh
Tam nhường mậu tam thành kịnh mậu đực lòng son rộng thầu diêu cung gia gia xâm hợp trùng phùng dân an hoặc thời hưởng chúng thanh bình mùa màng được tưới xanh sung tục mẹ đồ con từng phục từng giây nồi sông vũ trụ đò đây trình do hoàng mậu dựng ngày tạo nên linh định mẹ vừa trên phân rõ tắm chân kinh mẹ tỏ lời cháu hoàng thái đại đạo nhiệm mậu hòa sanh bồn biển năm châu tươi nhuận phật mậu ngự thượng tầng độ thế điện chân linh phục huệ rải ban tâm kinh mậu dạy rõ ràng con lành hiệu thảo đàn tràng cúng nghinh phước lộc thọ hưởng dinh do mậu chọn đủ thời kỳ mậu hàng niên dân an phước thành nhà yên lời cháu mậu dạy rằng chuyên tu trì thở ngâm diệu quyền dĩ cơ bục mẹ truyền kinh dưỡng dục chung sanh xưa vua bàn cổ phong danh diêu trì phật mậu hòa sanh muôn loài chớn linh mậu xẹt soi vũ trụ điện âm dương kịch tụ ảnh nhi thượng tầng mậu ngự phương phi phân ra thiên địa trị vì chung sanh địa mậu truyền chân kinh tâm quyệt thì âm dương hội hiệp cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu hòa sanh nhân loại ngạt nghèo chớn thân vậy ai mời biệt lần đường đạo phải giữ lòng hiếu thảo trì kính lời cháu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên xạ tội hiện dính thanh nhàn mẹ bảo toàn thanh trùng độ nhân sanh dự đung hạnh tiên từ đấy thiên địa phân riêng âm dương chân khỳ lĩnh nguyên chặn rời nhật nguyệt tỉnh phương trời sáng tỏ mai quyền di hiện rõ thần thông mẹ phân nam bạc tây đông bốn phương tạm hưởng bao dòng càng khôn điện thiên mẹ bảo tồn nhịn cụ chồm trung ương mẹ thụ địa châu lĩnh quan chiều sáng nhiệm màu thiên tiên bảo dưỡng rộm thấu thanh lành khu quân mậu trường sanh bậc lão tài cáo minh sáng tạo quyền di thiên lung địa an diệu kỳ trí âm phội hợp phục quý diêu đài thiên địa lập ẩm lai dương khự khi thần giao gìn giữ điện linh khi giờ do tạo hòa sinh chúng thần chuyện siêu hình căn nguyên trình mẹ tạo tối hiền chúa thánh phụ điện linh chân thành tâm thanh chẳng ngừng qua hòa sanh sanh thiên can thường chuyện vận hành địa chi thần dê khi tụ thì thái thánh mẹ cứu mang canh cành thập niên tình thâm mậu tự thiên liên mười niên trường chuyện dụng thành thái nhi minh quân sự thể trần ai sao gì thiên tử phi tài quyền quang mẹ phàn vua thiên hoàng con trượng đến địa hoàng mẹ thượng thư ái nhân hoàng tam đời thiên tài còn ba vị nữa phân rài sau đây vua phục hy ngài hay biên hòa bạc phân phạt hòa hiện linh chỉ rành tam hường thinh thinh âm dương vũ trụ quán minh phân bài vua thần nóng phi tài ngũ cọc sặc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi đo là hạt giống của trời sanh ra lùa gạo giúp đời an khang vua hiên nhiên tạo ban y phục đem ầm no hạnh phúc dạng dân lưu truyền có màu trộm trần để cho người thê tâm thần thanh nhàn vũ trụ do mậu hoàng sức phạt mậu tạo ra bồ tát thần tiến thượng tầng bao phủ điện thiên chặn rời xa khỏi mậu hiện dưỡng sanh nhìn biển cả trời xanh nước biệt bồ mùa tam tiết chợ xoay do ngàn tọa lượng tầng mây loài cỏ cây thụ cầm co ngộ nhạc bọng trầm ngân thoại khắp muôn nước từ mậu dưỡng sanh các đời dương đời đại danh từ trong thân mậu trưởng thành mà ra danh lam cò năm tòa thang cảnh trôn lắm sơn tiệt lành sướng rơi cò cây cổ thụ sông đời sạc dẫn trăm họ gió nơi mậu thành năm dòng lùa tưới xanh dung dưỡng sao thư gạo dành thượng nhân sinh nhân dân nó ầm hiện dinh xong nhờ điện mẹ quyền lính phụ đầy gửi thấy thân mậu dự hoa xanh về đổi vô thường thân mẹ là chỗ tựa nương từ tôn địa mậu nguồn thương ngập tràn nào châu quận thôn làng tịnh huyện kìa lâu đài cung điện uy nga am chùa quan xa lập ra hiền thần tiến thành mẹ đà thượng phân chư Phật đặt kim thân do mậu cả chân châu ngọc bụ đò đấy thiều chi kẻ ước việc này lòng ham mơ tượng may ái đạt thành loại kim khi bạc vàng quy bảo tất cả do mậu tạo xuất ra dương hầu dạng hoặc gia gia cũng do lệnh mẹ ban ra tôm sùm người chôn thời hiệu chống hưởng phước báo quyền lính sao trượt mẹ ban
nhân an vật thệ thanh nhàn, đời dương cung kịnh mậu hoàng từ tốt. Trong vũ trụ tượng hoàng tạo hòa, do mậu sanh ra họa địa cầu. Biển sanh sao ngã luân hồi, biệt bao sạn vật qua màu tột sinh. Kẻ thời đau rõ tình thấm mậu, dầu hoàng thiên kho nội sanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hoa quyện chân phẹp màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc đành hoa độ nhân sinh. Cỏ cây tươi tột hương thanh, địa châu thăm ngọt mưa lành phì nhiêu. Dình hơi nược thâu nhiều mạch quyệt, bảo tinh vi sơn tuyệt già băng. Đài mấy gom tụ phụ giáng, ngập luồng quan điện biên tán mấy liền. Mưa tuôn xuống trần miền tọa khắp, cù rồng kia trồn nập ngàn sông. Lạnh phần vận chuyện do giống, mẹ truyền hoang dọ hố phong ưng hầu. Cù rồng ở sư nào chẳng có, ẩn biển sao làm do chuyện mấy. Điều gió lệnh mẹ phan bài, ơn trên chiều diệu giam rài cài đâu. Muốn thu giận nằm sâu lòng đất, chật hoàng khai nhọc nhằn nào vạn răng cai. Điện quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh, trồn dương trành con lành họ thượng. Bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ấn, tất cả do lệnh mẫu phân. Công về chẳng thay người trần nghĩ tâm. Mẹ thương con dạ hầm đau thật, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quan niêu mẹ gục thâu, càng không vụ trầu cầu tiêu tan. Khi càng ngao chợ ngang dùng vậy, thiên địa đành phải gạ đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cạnh trời trong rộng thảm sầu nạn tai. Ngoài càng khốn như lai tà mận, chứ Bồ Tát tàn lận biệt tinh. Từ vua chùa đền quân binh, sẽ điều tận diệt nhẫn chính điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò họa bị thiêu. Muôn loài dạng vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh hoành hiu khổ sầu. Mẹ phan truyền lời cháu cao vị, ai siêu tầm diệu ly quang minh. Tâm thành thạo sạc chơn kinh, thọ trì dạng nội chung sánh hiệu rành. Từ tôn triều điện lành ban phước, sật lệnh phơi người được hiện dinh. Quyền diệu cao minh, mậu từ gian bột ngọc lĩnh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chân thì như ảnh được thiên nhiên. Mậu cho phạm bộn quần nguyên, chân thần đúng ngoạn xuất liền chẳng sai. Tinh khi hiệp cho ai dưỡng tánh, gan tâm tố hưởng cạnh thường đài. Thái tâm trung truyền đạo ngay, lì trên thông hiệu chờ rài bỏ qua. Hưởng sâu xa kinh mậu, chờ khoe tài nông nội mà chỉ. Sơn kinh lịnh mẹ kha ghi, quần thần văn dọ chặn khí lời vàng. Đại từ tôn mậu hoàng cao cả, ân được về giống ngạ đành sao. Tao nhân mặt hạt án hào, nóng thương công sĩ nợ nào lạng ngớt. Không đền đạp tôn thờ cung kịnh, tâm chặn kinh mẹo hiền. Thiên liên định lòng bội bạc, chân truyền lời châu. Chành pháp đạo nhiệm màu ai rõ, dạ đò như chặn tọa ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì, đọ đài muôn kịp chặn thì tài sanh. Muôn biệt rõ tanh danh Phật mẫu, hại lần nghe lời mẫu phân rành. Bà lão hồn độn hoa sanh, thuở còn mù mịt trượt thánh chưa tường. Thiên địa chỉ âm dương chân khỉ, thập nhị muôn niên kỵ vàng lắm. Tuổi thọ chinh ngàn sao trăm, thời gian suốt thề khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm hương răng dài dỗ, ngài biệt lý diệt độ chẳng ngờ. Mậu hoàng từ già con thơ, hòa thân chập nhọn phục giờ chia tay. Hư không ngự mấy đài thượng cội, điện quán minh chiều rọi khắp nơi. Quyền di hoàng hoa đụn rời, bao đời thiệt tha chẳng thấy ai lời xa nhớ mậu. Trong trường gian gợi nội nhờ thương, ngự thuyền lướt sông trùng dương. Nào ai đệ dạ dân dương lòng sầu, mẹ thương con chẳng câu phiền trách. Lòng ước móng nguyệt mạch trùng phùng, xâm về điện ngọc diêu cung. Con lành ngưu hiệu chung tu hiền, hội tỳ sụ khai thiên tịch địa. Dạng sự thành thiêu nghĩa vi tiên, chân kinh Phật mậu diệu hiền. Sáng tham tam chục thông khuyên răng đời, mọi câu mỗi lời mẹ thuyết. Cụm từ nguồn mạch quyết chạy ra, gồm bao lời ngọc thiệt tha. Thập nhật thần hồng giang sinh, mẹ phụ hết những linh vạn đại.
Thọt quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an toàn, là con hiệu đàn tràng cung trịnh, mọi hàng niên nguyện thịnh mậu từ. Đôn ngài thập ba trăng mười, giá gia tụng niệm người người trì kính, lập đại lệ hóa sinh trà hòa, dân hương đăng tất cả khuyệt tinh, cùng nhau hội hiệp trì kinh, sợ dân từ mậu trừng minh con lành. Đức mẫu vô hình phò tạ, dầu lâm sơn biển cả khó hơn, ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng am tự quả sơn tường hình. Rồi dẫn lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tượng bài tốt, diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiệu từ làm đặng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thạo, gàn sực xây tài tạo mau đi, tùy gia phương tiện hữu di, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hạo, sẽ ghi con tên thạo danh đời, thẻ ngọc mẹ chuyện bục phê, tâm phàm phụ sạch trở về diệu cung. Bởi vì con tận trung tận hiệu, đặc quả cao cụ hiệu khải minh, con thiền họ tượng hường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sạc tượng phóng danh muôn thuở, tranh quả thành dứt nợ trần ái, ban cho cụ phẩm liên đài, trung ơn thượng vật về ngái đền vàng. Thành đài lá nghiêm trang quỷ bào, phu phụ rồng đắc đạo kiếm thân. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh vụ điện muôn phần dễ dàng. Đức từ tôn mậu hoàng bạo dường, trải khắp nói vô biên, ngự nơi cõi thượng thiên liên, độ cho vật ơi. Đức từ tôn mậu hoàng bạo dường, hư không địa màu dưỡng sanh bào mạng chân kinh. Phật mậu tí vô hình vô tượng, mẹ cầm quyền phạt thượng nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa ly khái minh địa cầu. Thuở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù thì biết đâu. Phật địa màu ngự đã lâu, phấn ra thiên địa hoàng cầu chuyện xây. Mẹ đừng ra làm thầy trước nhật, đạo hoàng khai lời thật quyền linh, phổ thông truyền ba chân kinh, phan rài phong tục nhân sinh sang ngời, chôn phạm trần đến đời ngoan hạ. Cơ tạ chân kinh ai truyền ân tông phổ in, mậu hoàng bảo hộ khương ninh cụ trường. Lương tiếp dẫn giúp chung sanh đồ nhận đạo chân, nhưng thời thịnh trì thượng quốc, hết lòng chỉ giao lính nhân tọa tường. Khắp thời giới thập phương cung kính, rang niệm trì nguyện thịnh lời châu, đặt thành sợ nguyện mong cầu. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm, xẹt ra khắp cả hoàng cầu, điều gió lệnh mẹ phép màu chuyện ra. Mẹ thương con dị tha tất cả, thầy ai đệ dạ xót thương, đằng cái khó nhọc ai tường, rõ thông nội khổ đoạn trường biệt bao. Hòa sanh hoàng đạo khai đời dưỡng sanh, Phật mẫu cô phân rành tất cả, 72 vị đà lệnh phần, đương kinh hành sự xa gần, nhị nào cũng có thánh thần hợp chung. Mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ sự nào, lập chiều tạo miều đền cao, phụng thờ thần thành ra vào cung nghinh. Còn mẫu đấy riêng mình ai nhớ, đền thành danh cũng chờ tường chi, cõi trần chẳng có chi chi. Thôi mưu nhỏ vậy thì cũng không, bởi chôn sanh bạc lòng chẳng nghỉ, chỉ cho đời cải tạo ăn năn, chẳng luận cao thập ngang bằng. Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kính, trình tuổi biệt cúng nghinh độc tụng, điện quyền di hữu dụng mẹ ban, cột nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tài hợp bình an xâm dày. Dù chia ly cũng hiệp cùng nhau, không phân hai bậc thập cao, ai ai cũng được truyền tráo kinh này. Thập non nược động Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng, thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khưng thọ chặt thống sanh tồn.
Núi khôn ngập dồn đau xiệt, nạn thiên tai thùy kiệt sớm băng, trùng sanh ngạ gục nhào lăn. Bấm dòng lại nè, nhộn ngược nào. Hiện bây giờ ôm đau bệnh tật, sảnh ra nhiều chứng thật gồm ghế. Thập trong tất cả thành quê, thầy đều thọ nạn ý chề khổ thân. Bị năng hạn mưa dầm ngập hết, hậu sản này ngã chết chẳng còn. Đôi lòng quằn quại cả con, vậy khuyên hạn nhờ lời xót mậu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cùi gàn, tâm tu thông suốt lì kinh, truyền báo dạy nghĩa phụ huynh. Cho người tìm tụng hiểu kinh kịp thời, chùm con sẽ thay đời hết khổ, nội trong năm phụ đồ đầu tiên. Và do thuận khắp miền, màn thung tục thay liền chẳng sai. Còn như đạo lệ ngày kỵ mẫu, lập đàn tràng bay mậu trì kính. Dân đàn xăm thì quán minh, từ tốn phụ điện lính. Đầy mỗi trăng cò ba ngày mậu kỳ, hại thành tám bền chỉ cung dường. Kịnh đàn đăng thủy quá hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung kiên phải cho tinh khuyệt, cố gắng tu tha thiệt cần chuyên. Lo tròn phận sự hàng niên, 30 sao nhật kiền thiền trì kinh. Thăm lệ vật cúng minh từ màu, trong các ngày kỳ màu lập đàn. Gồm co sao ngọt đắng quán, thần năm cây. Hôm nước ngập đầy đủ lệ, cùng chung nhau hợp lệ kịnh đàn. Thiệt kinh dạy ly rõ ràng, mọi người đều định thánh an trì. Nào làm ý lời dài, thần tụng bại biên kính. Tiêu bao nghiệp chương tội mình, hưởng đệ nguyên thượng quyền lính sinh tồn. Ngàn hôm chỉ tụng thêm hai thời chuyện dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tái cụ chữa mạnh lành nội gia. Đức tự tốn truyền ra cho biệt, cả con cần tha thiệt ghi lòng. Kinh mẹ sơm mong chỉ kinh địa mậu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ dựng vàng nơi đó, được chung mùa mưa gió thuận hòa. Ai tùng phổ biên giá gia, tuyên kinh mậu đừng ra dạy bài. Phổ thông minh đủ đầy nghĩa ly, mậu sẽ sai các vị thiên thần. Gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ kẻ gần thành tâm. Được phục lành tháng năm no ẩm, trên thiên đình ghi chậm phược ban. Nội gia đo thanh nhàn, được mùa thịnh phạt vĩnh quang muôn phần. Thanh long bạch hộ thần cũng gian, hòa ta người xưng đàn con lành. Từ tôn cho biết rõ rành, chăng mười thập bạc vàng sánh trần miền. Giờ ngò tâm thiền kịnh mậu, chẳng có nên về đổi thời gian. Thụ mùi thình tực không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu linh mẹ thương tình cu khổ, phiểu viện linh phổ độ chung sanh. Cả con tụ họp tâm lành, nơi mẹ hiện gian xuống đời chi chừng. Phương hướng nào bền dựng chi tâm, thường hành kính mẹ thâm. Chữ tòa không hào quang khắp cả bầu trời, thượng người hiểu rõ từng lời. Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu, ai thông đạt từng câu nghiệm kỳ. Đã chiết tường nghĩa ly diệu kinh, có thể gọi sạch tội mình. Bao nhiêu nghiệp trường quán tình tiêu tan, lòng mậu từ nghĩ si đau xiệt. Muôn hữu vị đại kiệt phong ba, nạn thủy quả sắp xảy ra. Thương cho sanh trùng phải xa cảnh sầu, ngạc trùng chẳng quay đầu trở lại. Tuân theo lời mậu dài trong kinh, mẹ muôn bỏ sổ tự sinh. Vì thấy số phận chung sinh chết nhiều, mẹ tin mãi bao điều phương kể, chẳng đành lòng bỏ phê lãng ngớ. Tình thương vô bệnh vô bờ, làm sao cụ được con thơ trở về.
Mẹ dùng màu phế sạc lệnh phan nhân rằng chỉ định thê này, truyền thần thiện ác lên đây, chia làm hai phải thượng mấy xuống trần. Người hung dữ ác thần dặn giặc, nhập cùng chúng kẻ bậc lương tâm, độc ác tàn nhẫn đá dâm. Cà lội hướng phương phi quân tự thiện thần gom dự một nơi, đưa vào tranh gia kịp thời, ngày điểm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hà màn chung cuộc, màu sẽ dậy ra một cai trại. Dầu cho thiện ác phân hai, tôm thâu tất cả một trại nhột chung. Liên lì kè tận chung hiệu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đo mời thầy diệu thăm, mậu từ chuyện huệ tâm trẻ lành. Được song sọt nhàn thánh độ tri, biết tường phân tranh ly đường tà, thiện gần ác lại tranh xác. Từ đó các đạo mở ra khai hoàng, đồng suối lòng ăn năn quy tù, tranh đạo màu hội đủ đem về. Hình tượng chài phép thần màu nhiệm, màu tả ra những điểm gật cần. Nhị thụ phân dân, phụ ra chành bạc giáp gần chành nam, còn phương hướng tây nam tây bạc, các vị thần giáp mặt long bào, gồm sao mưa gì tài cao, mậu từ lĩnh cao kính vàng. Nhờ thiên can mười gì, thập nhị thần định trị địa chi, tất cả tinh tụ các vị, ủng hộ hoàng đế thai dí hoàn toàn. Đức từ tôn mậu hoàng, thiện thần lối công lôi điện tam phương, phân thân thủ phi thường, sao mươi bôn què tọa tường diệu tâm. Hiện nguyên hình tái cầm binh khí, đừng dạng ráng trực chỉ đo đây. Cặp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mậu lập xây hà miền. Còi trời nam tự niên đinh hợi, đền niên thân dậu mới thiệt rồi. Biệt ba quyền bi nhiệm màu, tại nơi hạ dơi thảm sầu thiệt tha. Mậu từ bùa thiên la địa dòng, trực đại hùng gián động kinh hồn, làm cho thiên nam địa hôn. Thần sầu quỷ khóc giống hồn thảm thương, còn tư đại thiên dương tiệp lình. Gian nguy khổ trần cuồng phong bạo tô khắp dùng, mậu thâu sông ngày đo bình an, nước rụt sông lặng do tan, sẽ thay vũ trụ dương gian tươi nhận. Người hiện lương sông sọt, kẻ thiện lương được thoát khỏi dầm. Thế là mậu dùng quyền công, diệu pháp quả biển thần thông lè làng. Kính đô cò sen vàng đúa nở, ở thị thành. Các con hiệu thạo hiền lành, đến chừng khi đo mậu dành hồng ấn. Được đội xa kiếm thân bậc hoài, chẳng tự sinh thoát khỏi nghiệp duyên. Chừng đằng đại la thiên tiên, tu hành thành công. Hội bàn đào thượng đồng tất cả, ca con nào đắc quả dự vào. Nhiện về sao, chẳng còn chuyện kịp khổ đau trần miền. Chúng con được miên miên bậc tự, khoai là tiêu diêu ngự cạnh nhàn. Dòng cảnh diêu điện mậu hoàng, luôn hưởng độc. Hữu trường Phật màu ngự trên thượng tầng còi. Hoàng thái nhân loại bào toàn, hết lòng hoàng đại sạc son. Hòa sanh dạy dỗ ca con phản hồi, Nam mô vô lượng hư không địa mậu dưỡng thanh bạo mạng chân kinh. Vô lượng hư không địa mậu dưỡng thanh bạo mạng chân kinh. Nam mô vô lượng hư không địa mậu dưỡng thanh bạo mạng chân kinh. Vô lượng hư không địa mậu dưỡng thanh bạo mạng chân kinh. Tiếng vô cầu lại sáng cà phê xong đọc ông.
Kinh Lăng Nghiêm. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tâm chánh định như như bạc động, Phật mã thân nhân thệ khò tính, trăm ngàn muôn kiếp đạo điên, vô minh dược sạch chừng liền pháp thân. Nay con nguyện chừng ngôi chánh giác, độ trùng sanh như kẹt sông hàng, thẳng tâm này nạc như trần bùi, hồng ấn chư Phật chuộc phần bào ấn, cung thịnh thề tôn lại chừng minh. Đời năm trượt con sinh vào trước, một trùng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chừng vô sanh niết bàn. Đại hùng đại lực đại từ bi, giúp con dược sạch sẵn si buồn phiền, thời thâm được lên miền thượng giang, ngồi đạo tràng bạc ngạc mười phương, hư không có thể tiêu tan. Nguyện con kiên cổ không hề thương lai. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Tăng Mô Ni Phật. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Lúc bây giờ từ nhục cây của Phật phòng ra hào quang trăm bào về hoa sen ngàn cành, trong mọi hoa sen cò hoa Phật ngồi từ đảnh hoa Phật phòng ra mười đạo hào quang trăm bào, mọi đạo hào quang hiện ra nhiều thần kim cang mật tịch. Ông cầm sự nhân dân đừng khập cõi hư không, đại chúng trong thầy vừa mừng vừa sợ, thương xót che chở và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú. Đúng rồi, nhiều giờ hồ hết thôi. Nam mô Tạc Đạt Tha Tô Già Đa Gia Ra Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa Tạc Đạt Tha Phật Đà Cổ Tri Sạc Ni Sam. Nam mô Tạc Bà Bồ Đà Bồ Đề Tạc Đa Bề Tệ. Nam mô Tạc Đa Nằm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cổ Tri Nằm Ta Xà Ra Bà Ca Tăng Già Nằm. Nam mô Lô Kê A La Hạn Đa Nằm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nằm. Nam mô Ta Hiện Rị Đà Già Di Nằm. Nam mô Lô Kê Tam Miều Già Đa Nằm. Tam Miều Già Bá Ra Đệ Bá Đa Na Nằm. Đệ Bà Ly Sạc Nọ. Nam mô Tạc Đà Gia Đà Tỳ Địa Ly Sạc Nọ Xà Ba No Yên Ra Ha Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nằm. Nam mô Bạc Ra Ha Ma Ni Nhân Đà Ra Gia. Nam mô Bà Già Bà Đề Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bạc Đề Ta Hê Già Gia. Nam mô Bà Già Bà Đề Na Ra Già No Gia Bàn Già Ma Ha Tam Bồ Đà Ra. Nam mô Bà Già Bà Đề Ma Ha Ca Ra Gia Địa Rị Bạc Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba No Ca Ra Gia Mục Đề Thi Ma Xà Na Nơi Bà Tật Nơi Ma Đạt Rị Già No. Nam mô Tật Yên Rị Đà Nha. Nam mô Bà Già Bà Đề Đá Tha Già Đá Cú Ra Nha. Nam mô Bạc Đầu Ma Cú Ra Nha. Nam mô Bạc Xà Ra Cú Ra Nha. Nam mô Ma Ni Cú Ra Nha Già Xà Cú Ra Nha. Nam mô Bà Già Bà Đề Đề Rị Chạy Dũ Ra Tây Ba Ha Ra Ra No Ra Xà Già Đá Tha Già Đá Gia. Nam mô Bà Già Bà Đề. Nam mô A Di Đà Bà Già Đá Tha Già Đá Gia Bà Già Bà Đề Á Số Bề Gia Đa Tha Già Đa Gia Ra Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đề Bệ Sa Xà Gia Cú Lô Phật Trụ Rị Gia Bạc Ra Bà Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đề Tam Bổng Sư Bì Đa Tạc Lân Nại Ra Lật Xà Gia Già Đa Gia Ra Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đề Xà Kê Già Mậu Na Dệ Đa Tha Già Đa Gia Ra Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đề Na Kê Đô Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Ra Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Đại biểu Nam mô Tạc Yên Rị Đa Ị Đàm Bà Già Bà Đa Tạc Đạt Tha Già Đô Sạc Ni Sam. Nam mô A Bà Ra Thị Đa Đệ Như Thị Đa. Nam mô Tạc Yên Rị Đa Ị Đàm Bà Già Bà Đa Tạc Đạt Tha Già Đô Sạc Ni Sam. Thị Chù Bạc Thị Đa Ra Gia Nạn Hiệp Thị Tạc Ra Bà Đà Già Tạc. Để bà ra nhà xà hô lam đột chất Phật đang giả xa xa ni bật ra xa 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 xa
thể bà tì xà gia bà xà ra ma lệ đệ tì xà vô ra bột đằng giống ca bà xà ra chế hát na a dạ ma ha chế bà bát ra chật ra bà xà ra thiện trì tì xà ra giả phiến ra xa bệ đề bà bổ thị ra tô ma lô ba ma ha thể ca a rì ra ra ma ha bà ra. Ô hồng rì sa yên nó bạc lạc sa lạc ra tạc đạt tha và đô sạc ni sam hộ hồng đô lôn chiên bà na hồng đô lôn thật đam bà na hồng đô lôn ba ra sạc địa gia tam bạc sở nó hiện ra hộ hồng đô lôn ra no tạc bà dựa xó hạ ra sạc ta yên ra ha nhà xà tì đá băng tạc na yên ra hộ hồng đô lôn và đô ra thi đề nạm yên ra ta ha tạc ra nằm tì đá băng tạc na ra hộ hồng đô lôn ra so bà già phạm tạc đạt tha già đô sạc ni sam ba ra điểm sạc kiệt rị ma ta ham ra bột thọ ta tạc ra thật rị sa cư tri ta tạc nơi đề lễ tại đề thị bà rị đa cha cha anh ca ma bạc xà lô đà ra đề rị bồ bà na mang trà ra ô hồng ta tạc đề bạc bà đô ân thù nó mà tò ra xà bà già chủ ra bạc già a kỳ ni ra xà bà già chủ ra bạc già kỳ ni bà già ô đạt ca bà già thị xa bà già xà tạc đá ra bà già bà ra chư yên ra bà già đột sắc xoa bà già a xá nể bà già a ca ra bậc vị trụ bà già đà ni vô kiếm bà già đà ra ni lạc xà đăng trà bà già bồ rớn này hiện ra ca cha bồ rớn này hiện ra tạc kiền đồ hiện ra bạc tạc ma ra hiện ra ô đàn ma đại hiện ra sa dạ hiện ra ha rì bà đại hiện ra xả đá ha rì nằm hiện bà ha rì nằm lô địa ra rì nằm mang ta ra rì nằm mới đà ha rì nằm ma xả ha rì nằm xả đá ha rì nợ thị tị đá ha rì nằm tị đá ha rì nằm bà đá ha rì nằm a du dạ ha rì nợ chật đá ha rì nợ đề sam tạc bà hiện ra nằm tị đà dạ xả sân đà dạ di kế ra dạ di dạ đô ra đợm tỳ đà xà chấn đà với kế ra dạ với trời diễn ni hợp rị đợm tỳ đà xà chấn đà dạ với kế ra dạ với ma ha bạc vô bạc đề đợm tỳ đà xà chấn đà với kế ra dạ với hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà ra đi kê ra dạ di tác đã dạ đô trà tây hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ phu mát rì dạ hất rì đẫm tỳ đà dạ xà xà sân đà dạ di kê ra dạ di xà dạ yết ra ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt ra hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ kê ra dạ di dạ đốt ra bà kỳ nể hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ rị dương hất rì tri năng đà kê sa ra dạ no bát đế dạ hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà kê ra dạ di mà no hất rì đẫm tỳ đà dạ xà kê ra dạ di a la hán hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ đa ra dạ hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di a xà ra ba nể cu hê dạ cu hê dạ hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê đa dạ di bà dạ phạm ấn tố na na phạm bà dạ phạm tát đát đa bạc đá ra nam mô tỷ đô đề a tất đa na ca ca ba ra bà tất phổ ca tỳ ca đát ca bát đế rì Phật ra đà Phật ra đà ra đà ra tầng đà ra tầng đà ra sân đà hộ hồng hộ hồng phấn ra phấn ra phấn ra phấn ra phấn ra ta ha hê hê phấn a mau ca gia phấn a ra ta đề a tố ra tỳ đà ba ca
Ba ca đốn tác bà đề bệ tệ phấn tác bà dạ. Tác bà dược xoa tệ phấn tác bà kiền tác bà tệ phấn tác bà bồ đơn na tệ phấn ca tra bồ đơn na tệ phấn tác bà đột lan trị đế tệ phấn tác bà đột tháp tỷ lê hất tác đế tệ phấn tác bà thập bà lê tệ phấn tác bà a bá tất ma lê tệ phấn tác bà xá ra bà noa tệ phấn tác bà địa đế kê tệ phấn tác bà đát ma cà kê tệ phấn tác bà tỳ đà giả ra thệ giá lê tệ phấn tà giả ít ra ma độ ít ra tác bà ra tha ta đà kê tệ phấn tỳ địa giá lê tệ phấn giả đô ra phục kỳ nể dệ phấn bà xà ra cu ma rị tỳ đà giả gia lê thệ tệ phấn ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rệ phấn bạc ra ra thương yết ra giả ba ra trượng kỳ ra xà gia phấn ma ha ca ra giả ma ha mạc đát rị ca no nam mô ta yết rị đa giả phấn tỳ sắc noa tỳ dệ phấn bột ra ra nam mô ni dệ phấn a kỳ ni dệ phấn ma ra yết rị dệ phấn yết ra đàn trì dệ phấn miệt đát rị dệ phấn lao đát rị dệ phấn giá văn trà dệ phấn yết la ra đát rị dệ phấn ca bát rị dệ phấn a địa một chất đa ca thi ma xá na bà tư nể dệ phấn diễn kiết chất tác đỏ bà tỏa mà ấn thố na mà tỏa đồ sắc tra chất đa a mạc đát rị chất đa ô xà ha ra già ba ha ra lô địa ra ha ra bà ha ra ma xà ha ra xà đa ha ra thị thị đa ha ra bạc lược giả ha ra kiền đà ha ra bộ sự ba ra phà ra ra bà tỏ ra bạc nhập ra chật ra đồ sực ra chật ra lo rò ra chật ra dược so hiện ra ra sạc ra hiện ra bề lệ đế hiện ra thì xà dây hiện ra bộ đế hiện ra cứu bàn chạy hiện ra ta kiền đời hiện ra ô đảng ma đời hiện ra xa dậy hiện ra bà tật ma hiện ra chật kê chật trà kỳ ni hiện ra rì phật đời hiện ra hiện ra xà cứu ni hiện ra bà hiện ra kiền độ ra hiện ra thập phật ra hiện ca hay ca trị đế dược ca đát lợi đế dược ca và độ thang dị ca nên đời thập phật ra tỳ sa ma thập phật ra bạc đệ ca tỳ đệ ca thập lợi sa mật ca ta này bạc đệ ca ta bà thập phật ra mặc đà bệ đẹp lô chỉ kỳ mà hỷ lô kỳ một kế lô kỳ miên lục lô kỳ miên ra hiện la miên ni do lam đàn ra do lam học rồi dạy do lam bạc mà do lam bạc du lam bạc đây du lam ô đà ra du lam yến tri du lam bạc tất đế du lam ô lô du lam thường dạ du lam hoàng ra du lam bạc là du lam ta hoàng mai dạ bạc ra chuyện dạ du lam bột ra tỷ ra trà trà kiện ni thập bà ra đà đột lô ca kiện đột lô kiệt tri bà lỗ ra tỷ tạc bạc lỗ hai năm dạ du ra đàn na ta ra hiện ra tỷ sa dù ca kiện ni ô đà ca mạc ra bệ ra kiện đa ra mạc ra bệ ra kiện đa ra ca ra mạc rị đột đạc liền bộ ca điều là bạc gia tỷ lệ sợ trà ca tạc bà ná cú ra tự nhận nhà tự nhận ra rì dược so đạt ra so mạc ra thề đề bê thám tạ bạc thám tạc đạt ra bạc là ra ma hà bạc sợ lô sạc lê tham ma bạc ra trường kỳ lam ra độc đà sa dù trà nó ca lô di đề thù bà ràm ca lô di tì bà bà ràm ca lô di đạt liệt tha an lệ tì sa đề bệ ra bạc sa ra đà rì bạc đà bạc bà sa ra bằng nếu phận hồn đô lôn phận ta bà ha ha lệ tỳ sa đề bể ra bà sa ra đà rì bằng đà bằng lệ bà sa ra bằng nếu phận hồn đô lôn phận ta bà ha ha lệ tỳ sa đề bể ra bà sa ra đà rì bằng đà bằng lệ bà sa ra bằng nếu phận hộ hồn đô lôn phận ta bà ha chú đại bi nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hạt ra đàn na đà ra và dạ nam mô a rì gia bà lô yết đề thược bạc ra gia bồ đề tháp tòa bà gia ma ha ca lô ni gia ma ha ca lô ni ca gia an tăng bằng ra phật về số tất na tất đỏ nam mô tất kiết lật đỏ y mông a rì gia bà lô kiết đề đức phật ra lăng đà bà nam mô na ra cần trì hê rì ma ha bàn đà sa mê tát bà ta đầu du bằng a
thề dựng tác bà tác đa na ma bà già ma phạt đà đầu đá diệt tha án ha bà lô hê lô ca đê ca đa đê di hê rì ma ha bồ đề tác đỏ tác bà ra ma hê ma hê rì đà dựng cu lô yết mong đồ lô sa ya dê ma ha phạt sa ya đê đà ra đề rì ni phật ra ya ra ya ra ma phạt ma ra mùng đế lệ y hê thức na ra sam phật ra sa lợi phạt sam phật ra sa ya hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tấn rì tất rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đê rì ya na ra cân trì địa rì sắc ni na ya ya ta na ta bà ha tân đà dạ ta bà ha ma ha tân đà dạ ta bà ha tân đà du nghệ thân bàn ra dạ ta bà ha na ra cân trì ta bà ha ma ra ta ra ta bà ha tất ra tân a mục khe gia ta bà ma ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha na ra cân trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma ba lì thắng yết ra dạ ta bà ha nam mô ha ra đắc na ra ra dạ dạ nam mô a rì dạ bà lô yết đế thước bàn ra dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa gia bạc đà dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa gia bạc đà dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa gia bạc đà dạ ta bà ha. Thập chú như ý bảo luân dương đà la ni nam mô phật đà gia nam mô đạt nam mô đạt ma gia nam mô tăng gia gia nam mô quan tự tại bồ tát ma ha tát cô đại bi tâm gia đắc việt tha án trước yên ra phạt để chấn ra mạc ni ma ha bát đẳng mê ro để sắc cha thước ra yên người xa dạ hồng phấn ta bát đập ma chân đa mạc ni thước ra hồng an bát lập đà bát đẳng mới hồng tiêu tai các tường thần chú nam mô tam mạng đa mẫu đà nẵm a ra ta hệ sa sa ta nạn nằm đang biệt tha án khê hồng hồng nhập phạt ra để sắc xa để sắc xa sắc chi trì sắc chi trì ta phân trà phiên để ca thất trì dễ ta phà ha công sức bào sơn thần chú nam mô phật đà gia nam mô đạt ma gia nam mô tăng già gia an tất đê hồ rô tất đô rô chỉ rì ba kiết rì bà tất đạt rì bố rô rì ta phà ha phật mẫu chân đề thần kể thủ quy y tôn tất đế đầu liền đảnh lễ thân tu chi ngã kim sanh tan đời chuẩn đề duy nguyện từ bi tùy gia hộ nam mô tất đa nam ma tiểu tam bồ đề cu chi nam đắc đắc thang chi lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà ha thánh vô lượng thọ quyết định quang minh phương đà la ni an nai ma ba các ngọa đế mừng đạp a ru ri ha nạp tô tất nể thiệt chấm đạp điệp tả ra tề giả đang tham cả đạt giả a ra ha đế tam dược tam bân đạt giả đang để giả tháp an tác trì ba tam thư các trì bó trì thuật đạt đạt ra mã đế cải này tam mã ngột cả đế ta ba ngõa tùy thuật đế mã hắc này giả bác trì ngõa rì ta hát dược sư lãng đảnh chân ngôn nam mô bạc già phạt đế bệ sát xả lũ rô tinh lu ly bác lạc đà hát ra xà giả đa tha yết ra gia ra hát đế tam miêu tam bồn đà gia đáng điệp tha đừng bệ sát thệ bệ sát thệ bệ sát xả tam một miên đế ta hoa quang âm linh cảm chân ngôn ma ni bác di hà
hồng ma hát nghe nha đạt tức đô đạt ba đạt tức đạt ta đạt vi đạt rì thang tán nhi các vi tháp bóng rì thân tháp các nạp bổ ra nạp nạp bóng rì thu thân ban nạp nại ma lô kiết thuyết ra gia ta ha thất phật diệt tội chân ôm ly ba đê cầu ha đê đà la ni đê ni ha ra đê tỳ lê lệ đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha vãng sanh tịnh độ thần chú nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa địa già a di đi đô bà tỳ a di đi đa tất nam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lang đê a di đi đa tỳ ca lang đa già di đi già già ra chỉ đa ca lệ ta bà thiên thiên nữ chú nam mô phật đà nam mô đạt ma nam mô tăng già nam mô thất lì ma ha đệ tỷ gia đát nệ gia tha ba lì phu lầu nam gia đà tam mạng đà đát sa ni ma ha tỷ ha ra gia đế tam mạng đà tỷ ni gia đế ma ha ca rì gia ba nệ ba ra ba nệ tát rì phạt ra tam mạng đà tu bát lê đê phu lệ na a rị na đạt ma đê ma ha tỳ cổ tất đê ma ha di lạc đê lâu phá tăng kỳ đê hê đê tỷ tăng kỳ hê đê tam mạng đà a thâu a rị đà la ni nghi lễ sám hối. Mẹ tư giỏi nghe. Cứ từng nào mình cũng làm vậy đi, cả thế giới sẽ bắt chước theo mình á. Nghi lễ sám hối. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tương tốt trôi sang tự trang nghiêm, đệ tử một lòng cung kính lại. Nam mô Nhật Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nam mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiện Vị Lai Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật. Nam mô Hiện Tại Hiện Kiếp Thiên Phật. Nam mô Vị Lai Tịnh Tu Kiếp Thiên Phật. Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nam mô Thi Khi Phật. Nam mô Tỳ Xá Phụ Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quá Khứ Đa Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thần Như Lai. Nam mô Quảng Bát Thần Như Lai. Nam mô Ly Bố Ý Như Lai. Nam mô Cam Lồ Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Tôn Phật. Nam mô Tam Tạng Thầm Nhị.
nhị bộ thanh giao đại tiểu thừa kinh biên pháp giới tôn pháp. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát. Nam mô thất câu chi phật mẫu đại chuẩn đề vương bồ tát. Nam mô linh sơn hội thượng vô lượng thánh hiền. Nam mô lăng nghiêm hội thượng vô lượng thánh hiền. Nam mô thập phương thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Nam mô hộ pháp vĩ đà tôn thiên bồ tát ma ha tát. Đại vị quốc gia thủy thổ ân thiền môn công vụ chủng chủng công phu chi thành đảnh lễ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Đại Thánh Mẫu. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đại vị đa sanh phụ mẫu lương bằng nguyên thuộc ân chi thành đảnh lễ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Đại Thanh Mẫu. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đại vị tam đồ lục đạo hằng xa pháp giới chúng sanh chi thành đảnh lễ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Đại Thanh Mẫu. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đại vị chư tiên chư thiên chư đại thần chư thánh đại thần chư thần chí thành đảnh lễ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Đại Thanh Mẫu. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đại vị thủy cung long cung long vương long mẫu ngũ vị thanh mẫu ngũ châu chi thành đảnh lễ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Đại Thanh Mẫu. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đại vị nhị thập tứ chư các thái tử các công chúa chi thành đảnh lễ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Đại Thanh Mẫu. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Tôi từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được diệt thời tội diệt tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không, pháp giới thật là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ngọc Hoàng. Nam mô Đại Thanh Mẫu sám hối Ma Ha Tát. Nam mô Ngọc Hoàng. Nam mô Đại Thanh Mẫu sám hối Ma Ha Tát. Nam mô Ngọc Hoàng. Nam mô Đại Thanh Mẫu sám hối Ma Ha Tát. Thất Phật diệt tội chân ngôn ly bà đê cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê ti lê nệ đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ly bà đê cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nệ đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ly bà đê cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nệ đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu uyên ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lời tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc
tức thì không, không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thì xa lợi tử thì chữ pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thính hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tầng nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tầng vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô sở đắc ô bồ đề tát đó y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu ngụng vô viễn ly điên đạo mộng tưởng cú canh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đắng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thực bất hư cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú thức thiết chú viết yết đê yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát ba la yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát ba la yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát ba la ma ba nhã ba la mật đa hồi hướng tụng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hương phổ độ pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang phật xa nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đắc chi huệ chứng minh liễu phổ nguyện tội chương bất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung cụ phẩm liên hoa di phù mẫu hóa khai kiến Phật ngộ đồ sanh bất thôi Bồ Tát vi bàn lữ nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo tán tụng công đức ngọc hoàng thượng đế nam mô nhất thiên ngọc đế đấng vua trời vũ trụ các vì sao tầng 36 đại la thiên cảnh 3000 thế giới 72 địa cầu tu di núi bốn bộ châu cõi thiên cõi địa thị cung cõi người ngọc hoàng cai quản mọi loài thần tiên bồ tát phật thiên chúa người đa thiên vũ trụ sơ khai khi dương con được thân người cha cho nam mô sáu chữ di đà tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình tán tụng công đức đại thanh mẫu kể từ hỗn độn sơ khai ngọc hoàng hạ chỉ trước đại linh tiêu linh thần chân khi hợp điều diêu trì kim mẫu nung lò hóa xanh âm dương giao hóa trụ hình cùng vì tà mỹ xa tình mẹ con cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon lấy quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong long hoa đại hội thượng công đặc truyền thiên giao mẹ mong con về kính thiên bài kể cơ trời lời vàng mẹ dạy con ơi nhớ lời lời nguyện nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất
cả chúng con đều an lành. Xin nguyện Đức Ngọc Hoàng Đại Thánh Mẫu Thường Gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả chúng con đều an lành. Xin nguyện thập phương chư Phật chư Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Thường Gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả chúng con đều an lành. Xin nguyện chư Đại Thánh chư Thánh chư Đại Thần chư Thần Thường Gia hộ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tam tự quy y, tự quy y Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thánh Mẫu Cứu Trần Thế, tự quy y Pháp và Phương Giải Thoát, tự quy y Đạo Thiên Tâm Chân Truyền Đại Thánh Mẫu Dạy,